Xin chào các bạn, thì cái lô nồi đấu giá hôm nay của mình về thì hiện tại thì mình đã sắp lên đây, thì còn lại còn kia là hai cái nữa các bạn, còn hai cái nữa thì mình để bên kia, tại vì mình xếp cho nó ngay ngắn ấy, nó đều 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 hàng các bạn, thì thực tế là 32 cái mà có hai cái nó trưa nay là mình úp lên ấy, thì có anh khách anh quay lấy hai cái đấy rồi đấy, hai anh khách lấy hai cái đấy rồi, thì còn lại đây là 28 cái bên kia hai cái, thì mình xếp cho nó để như này cho nó đều ấy các bạn đấy, thì mình nhiều như này thì mình cũng không có giới thiệu với lại mở ra cho các bạn xem chi tiết được, thì qua video này thì các bạn xem ưng mẫu nồi nào ấy thì các bạn chụp ảnh màn hình lại giúp mình nhé, rồi các bạn khoanh lại rồi mình sẽ gửi video hoặc là chụp ảnh hình chi tiết cho các bạn xem nhé, rồi cũng như là báo giá rồi nấu thử cho các bạn, thì chiều nay là mình nấu thử được được mấy cái rồi các bạn đây, rồi mình nấu thử cái Toshiba vuông này này đấy, rồi Toshiba này, Toshiba vuông này, rồi cái Pana này, đấy, rồi thêm một cái Tiger nữa, một cái Tiger ở đây, Tiger này các bạn, đấy, thì chiều nay là mình nấu thử được mấy cái rồi, đấy, thì thực tế là những cái này là nó không có vấn đề gì các bạn, tại vì thường hàng đấu giá ấy, nó gần như là chuẩn hết luôn đấy các bạn, chỉ trừ khi mà cái trường hợp nào mà vẫn có trường hợp bị gioăng bị rách nhé các bạn. Đấy, tức là có thể là đôi khi ở bên kia người ta không để ý các bạn, mà cũng có thể là người ta để ý mà người ta để ý nhưng mà nó nhỏ quá, người ta không có ghi vào cái thời phần phần thông tin, nên mình nhìn qua hình ảnh mình không không biết được, thì coi như đó là một việc nhầm lẫn thì mình cũng không bắt hờ được người ta. Đấy, thì video này nó đây tất cả là 4 4 7 đấy là 28 cái nồi, thì bạn nào chọn được mẫu nồi nào thì cứ chụp ảnh màn hình liên hệ với mình nhé. Đây có một đặc biệt là có cái nồi nửa lít nhé các bạn. Đấy, nồi nửa lít này là Toshiba này các bạn. Đấy, Toshiba song chuông luôn nhé các bạn. Song chuông. Rất là nặng luôn, nửa lít. Thì cái nồi này thì phục vụ gia đình khoảng hai người, mình nghĩ phù hợp nhất là hai ông bà cụ ấy các bạn, hai ông bà già ấy thì là hợp lý nhất nhé. Rồi đấy. Thì bạn nào ưng mẫu nồi nào thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.